Ơi chảy máu này, chảy máu lên chân như thế này. Chiều giờ anh em phá này, mong cả nhà ủng hộ kênh YouTube của tôi Công Nhân TV bằng cách đăng ký kênh, like, share và chia sẻ. Thấy máu phá cái chân này, nó ấy vào chân này, mình kinh cương lực ở đây. Hôm nay mà anh em phi qua đêm. Hôm nay ba anh em đang sửa đây chỗ dưới nhà kho để ấy này. Đây kia là anh thợ, còn hai anh em đây là mẹ phụ để mẹ sắp xếp xong kinh nghiệm được xong rất nhiều này. Đó. Ngày cuối tháng này. Đó, đang đập. Đó, nhấy kìa. Chảy máu hết kìa. Trời ơi. Trời. Chính như này mà về đang phá để sửa lại cái văn phòng. Trời ơi. Chảy máu hết luôn này, khiếp. Cái này nó là mặt mặt rất mặt luôn. Chảy máu luôn anh phá này, anh công nhân phá này, chảy máu luôn. Qua. Đâu người đấy không phải cần được anh. Không anh được. Thì em đang tìm. Này. Đấy chứ. Đi xong tập khó. Làm mệt cái này tối có làm bây giờ đỡ. Còn nhiều đó người làm. Ăn thêm mực. Đấy, ok. Hai người đi, hai người đi. Quá cực khổ, nợ nần ở nhà nhiều, phải đi làm thuê này là mướn không giàu được. Trời ơi, toàn kính. Anh em dọn nó còn nhiêu đây nữa, không biết tối nay có xong hay không nữa, rất là nhiều. Kìa hai anh em nữa.
Ông bắn này này đấy em, ông bắn ông đập nữa. Ông kia ông về rồi. Chú kêu hốt luôn. Nhưng mà tối nay sao hốt kịp được? Cái này không hốt kịp được. Trời ơi.